Vừa nhận cái con AB. Cái con này AB đại 2014-15 nè, biển 59X1 của một em trai bán iPhone quen. Tình trạng của nó bên trong thì như anh em thấy ha, như dặn chân nè, buộc gan thì nói chung rất là lâu ngày không có vệ sinh, rất là cũ, cũng độ chế dữ lắm đây. Điện đài gì đây, làm điện cắt nước rồi từ lưa hết trơn nè. Ok thì hiện tại thì thợ đã bung cái dàn áo ra, anh em thấy thợ đã bung cái dàn áo ra để mà rửa sạch sẽ bên trong, rửa sạch sẽ hết, sau đó mới gớt cái dàn chân ra hết luôn, rồi sơ một cái dàn áo và tổng thể dàn chân. Nói một cách khác là con này mà dọn full sạch sẽ mới hết, từ bên trong buồng gan cho đến cái dàn áo. Bình dầu thì nó mục luôn ha. Được. Thì cái con AB này nó có vấn đề về té ngã, dàn áo nó bị bể rất là nhiều. Nhà thợ cũng đang lựa ra, đang lựa mấy cái miếng ra, miếng nào bể mà không cứu được như mắt thịt như thế này nè, thì sẽ thay miếng đó, còn miếng nào ok ổn thì sẽ sơn lại. Cái con này sẽ sơn lại màu xám xanh xi măng á Sơn. Cái con mà giống cái con VA bữa hổm anh sơn á, sơn lại màu xanh xi măng, xanh xi măng, nhưng mà phối với mấy cái phần đen bóng nữa, làm theo mẫu của chơi mấy. Như là cái cánh này là bể rồi, mắt thịt là không cứu được đâu, không cứu được, rất là xấu. Mua miếng này, phần đầu này thì cũng bể ở dưới này rồi, bể mắt thịt hết rồi. Cái thai cái phần ấp đầu này, cái này có thể giữ lên được miếng này nè, giữ lên được cái miếng này. Cái mặt nạ này giữ lên được nè, cái miếng này giữ lên được. Còn hai cái cánh này là thay luôn, hai cánh này bể hết rồi ha. Đây, cánh này thì bể mặt thịt luôn. Cánh bên đây thì sẽ cứu lại, chạy rất là sâu nhưng mà không sao, nó không có gãy bát gãy nhàm mắt thịt là được. Còn cái cánh bên đây thì nó gãy nhàm gãy bát rất là nhiều, có thay phục hồi lại hàng lại rồi kia. Một cái miếng đó thì nó banh chành hết, nó bể hết rồi. Ok, bây giờ thì anh em tiến hành gã dàn chân ra nha. Sau khi rửa sơ cho nó bớt sình bùn cát đất để mà đem vô trong mình gã đó nè, nó hạn chế dơ ở bên trong. Sau khi mà mình gã dàn chân ra hết thì lúc này cái dàn chân bao gồm là lóc mái nè, rồi phuộc, rồi mâm đấy, và rất là nhiều thứ dàn chân chống bướu chống ngang heo phục trước vân vân. Nói chung tổng dàn chân này mình tháo ra rồi mình sẽ tẩy sơn để mà mình sơn lại dàn chân gấp và của bu rồi kia nè, tổng hết gớt xuống hết luôn ha. Và sau khi dàn chân mà sơn hoàn thiện thì lúc này mình tiến hành mà gáp vào, và lúc này đi ra thì mình mới cái khâu cuối cùng là tẩy cái đầu máy lốc máy bằng hóa chất sunfat nè cho nó sáng lên. Sườn này cũng vậy, sau đó mình sơn các cái tiếp điểm bị gỉ sét nè, sơn đen chống gỉ cho các cái tiếp điểm mà sét nè, rồi sau đó sạch sẽ hết từ cái đầu máy cho đến sườn, rồi thì lúc này mình sẽ chai dầu dưỡng sườn và đầu máy nè, vệ sinh sạch sẽ hết. Các cái tiếp điểm sét ở bên trong thì đều được sơn lại chống gỉ là hết. Sau 10 ngày anh em vất vả thì cũng đã dọn xong con xe AB đại 2015. Thì như các bạn thấy ha, dàn áo thì sơn màu xanh xi măng theo yêu cầu của
ông bạn. Nó có phối với vài nét đen nha nè, bao gồm là cái cản tại giác sau nè, cái chỉ mở trước nè. Đấy, và cái viền trên này cũng như là viền đồng hồ. Đấy, full con xanh xi măng phối với một vài chi tiết đen thì nó rất là nhìn rất là đẹp. Cộng với cái dàn chân này sơn màu đen nữa thì rất là tuyệt vời. Nhìn thấy thì thợ sơn xong thợ cũng quấn bịch lại. Đấy, rất là cẩn thận. Đấy, ok, rất là đẹp. Sơn cặp mâm, cặp phuộc, nói chung là tất tần tật toàn bộ dàn chân sạch sẽ hết các bạn. Như bạn biết chưa thì cái này là được đánh sáng lên hết luôn ha, từ cái gấp luôn nè, nè từ cái gấp cho đến cái bên trong cục máy luôn. Rồi cho nên em xem nói từng chi tiết sạch sẽ hết mà. Thì cái boe này á các bạn, cái boe này nó sao ta, nó bị tới chó cắn lắm rồi, tức là nhâm chạy vô các bạn, cho nên là mình dán cái carbon lên để tạo một cái điểm nhấn ở cái boe và cái về sau, các bạn thấy không? Đấy, tạo điểm nhấn ha. Đấy, tổng thể nè, lóc máy và chống đứng chống ngang rồi mâm phuộc gì ok. Có lên một cái baga Givi 10 ly đen. Đấy, nhìn nó cứng cáp hơn baga inox nè. Ok. Một cái kính nhôm. Đấy, nhôm nguyên khối Ryoma rất là cứng cáp con xe. Cái cặp tay thắng này thì anh em thợ đã tẩy ra, sau đó đánh xi lên nhìn nó rất là sáng luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Con xe dọn đơn giản thôi. Cái bộ chó đèn này thì cũng được cạo ra và phục hồi đánh bóng lại. Có một vài chi tiết đó, nó nước sâu vào bên trong luôn thì không hết được nữa. Trừ khi nào mà mình cạo lủng bên trong luôn thì nó mới hết được những cái vết này thôi. Đa phần anh em cạo ra một phần thôi để đánh bóng lên. Còn những cái mà sâu quá thì thua. Tuy nhiên nó cũng không đến đổi ha. Rất là đẹp đấy.